Thưa quý vị, bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố đã có nhiều đóng góp tích cực, thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn, giúp chị em từng bước vươn lên trong cuộc sống. Vừa qua nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Thọ Đông đã tổ chức chương trình Tháng 3 Hồng, đồng hành chia sẻ với phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, hội đã xây dựng phiên chợ không đồng, gồm quần áo, giày dép, sữa, hoa, vân vân, để chị em được tự do lựa chọn phần quà của mình, tương ứng mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. Chương trình này đã hỗ trợ cho các chị em là bệnh nhân ung thư, hoàn cảnh đơn thân nuôi con và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Kinh phí gần 20 triệu đồng được hội trích từ nguồn vận động của phong trào Một Việc Làm, Ba Mục Đích. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Thọ Đông thời gian qua, để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hội đã xây dựng nhiều mô hình hoạt động sáng tạo được chị em hưởng ứng, qua đó tạo được nguồn quỹ nhằm hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ Tết. Với cách làm như vậy, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường không chỉ mong muốn mỗi chị em luôn cảm thấy được quan tâm, trân trọng, mà quan trọng hơn là ổn định về tư tưởng, tạo động lực cho chị em phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Thì từ cái nguồn vận động Một Việc Làm, Ba Mục Đích đó thì các chi hội cũng đã tích lũy được cái tiết kiệm, thì các chị đóng góp và thường tổ chức vào những dịp là 8 tháng 3, 28 tháng 6, 20 tháng 10. Đó là những cái hoặc là các cái sự kiện phát sinh. Còn tại phường An Khê, quận Thanh Khê, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã xây dựng mô hình thu gom phế liệu. Đều đặn đầu tháng và cuối tháng, các chị em đều đem rác thải tái chế đã gom được đến nhà chi hội trưởng và cùng nhau sắp xếp, phân loại, sau đó bán phế liệu gây quỹ. Không chỉ hình thành thói quen bảo vệ môi trường, mà ý nghĩa hơn là với số tiền này, các chi hội đã sử dụng cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Tháng này như từ quỹ mà từ thiện nhân đạo, thì chi hội phụ nữ chính đã làm được hai việc rất là lớn. Cái thứ nhất là an sinh xã hội của thành phố, là chi hội đã ăn nấu cháo tình thương tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, nằm với kết hợp với câu lạc bộ Nữ Hồng, 500 suất cháo. Cái thứ hai là hôm qua là chị em đã đồng hành cùng phụ nữ biên cương ở Tây Giang, là 15 thùng mì tôm và quần áo, 800 ký quần áo thu gom. Thông qua các mô hình việc làm cụ thể, các cấp hội phụ nữ đã tạo sự lan tỏa sâu rộng và phát huy được tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Qua đó, góp phần cùng các cấp ngành thực hiện chính sách an sinh xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.